Chào mọi người nhé, nay mình sẽ giới thiệu về đai bán thân và cái phần móc treo máy cưa, dây treo máy cưa có giá. Đây là tổng thể, mình quay một vòng nhé, khi mặc vào này, đó, nó khá gọn nhưng không cồng kềnh nhé. Đây, thì đặc biệt cái đai bán thân này ấy, nó sẽ có một dải dây từ bên đùi này sang bên đùi kia, liên kết cả eo. Thì khi nó treo nó chịu cả hai bắp đùi và eo nhé. Và đây loại thông dụng cho thận cưa cây này. Thì khi các bạn nghiêng người trái phải thì nó chạy dài trên cái dây này. Nghĩa là nó tạo ra các điểm tì nhiều á thì mình thực hiện hơn. Nói kỹ là phần móc treo máy cưa và dây treo máy cưa nhé. Đây là dây treo máy cưa tỉa cành ấy. Thì cái dây kết nối co giãn này đấy, một là khi máy rơi ấy, thì nó sẽ chống sốc, nghĩa là chống giật cơ thể người đây, kết nối ở đây. Thì cái dây này ấy, nó chịu tải được những cái máy mà hơn chục cân, những máy lớn rồi đấy, máy nhỏ đều chịu hết nhé. Thì trên này có một cái phần móc nhỏ này, khi các bạn bắt đầu đi lên cây, treo lên cây đấy, thì móc cái này vào. Đó, thì nó thế này. Khi các bạn trèo nhé, thì nó không bị vướng vào phần đùi và phần mông, treo này. Còn khi các bạn lên cây ấy, khi các bạn cưa xong nhé, muốn gài nhanh ấy, thì phần này có một cái phần gài máy cưa này. Các bạn nhìn là chú ý này, gài. Đó, thì cái lưỡi nó phải chết ra ngoài nhé, đừng có gài cúp cái này này. Gài cúp cái này ấy, khi các bạn cọ ấy, là lưỡi sẽ bị cọ vào đùi này. Bạn hình đúng không? Thì phải gài một cửa, nó cái lưỡi lên trời. Đó, nó tì vào phần mông, phần này. Đấy, thì đây là gài nhanh, cắt xong này, cây gần đổ gà đó. Đây, nói kỹ là phần co giãn thì các bạn hình dung nhé, ví dụ dây này cả đó, nó sẽ chống sốc, chống giật tay mạnh cái đó, thì dây càng dài thì chịu lực càng lớn đó. Đây là bộ, thì còn có một móc cho máy cưa, một dây cho máy cưa. Cái phần dây mới đấy, nó không cần móc ở đây mà nó thắt nút ngay tại đây luôn, thì một là giảm giá thành và gọn nhẹ hơn một chút. Đây, khi các bạn trèo lên cái này thì cái phần móc này đấy để gài nhanh lấy máy cưa này, bạn nhìn không? Đó, thì lý do làm sao làm dài này để khi các bạn đứng nhé, ví dụ đây là máy pin thì nó không nóng, nhưng mà máy xăng ấy thì cái phần làm việc bô viết các thứ nóng ấy, thì ví dụ các bạn để gần ở đây quá thì nó sẽ bị nóng thấp vào đùi các thứ, thì nó sẽ rất là nóng nhé. Thì cái làm dài này khi các bạn đứng này, đó, nó thoát khỏi cái phần liên quan đến người mình, nó sẽ không nóng đấy. Đó, lấy vẫn đủ sải tay để lấy nhé, nhìn này. Này, đó, xài tay lấy, đó, cắt xong, gài nhanh, đó, lấy ra, gài nhanh, lấy ra, gài nhanh, đó, rất đơn giản thôi. Hoặc nếu mà ai thận tay kia thì có thể chuyển cái phần này sang bên này cũng được, đó, đai bán thân, dây treo máy cưa, dây này thì thoải mái giãn tối đa nhé, đó, đây, xài tối đa, đó, đây. Ai chưa rõ lắm về thông tin ấy thì cứ nhắn tin mình để ra số Zalo, số điện thoại và Zalo bên dưới. Thì ai cần biết chi tiết thì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình, thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho rõ hơn. Cảm ơn mọi người xem video nhé. Chào mọi người.